các sinh viên tình nguyện của trường Đại học Bình Dương đang thẳng tiến đến mặt trận Tây Ninh, nơi diễn ra chiến dịch mùa hè xanh năm 2019. Trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch, nhà văn hóa xã Tân Bình sẽ là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Để bắt đầu một ngày làm việc, các chiến sĩ cùng nhau nạp năng lượng. Với sức trẻ dồi dào, tinh thần nhiệt huyết, các chiến sĩ tiến về phía trước góp sức mình tạo nên những điều tốt đẹp. Hòa nhịp vào cuộc sống nơi đây, mọi người bắt tay vào thực hiện công tác dân vận cùng với các anh bộ đội. Công việc tuy nặng nhọc, vất vả, khi ấy chiếc bánh kẹo chỉ trở nên thật quý giá và ngọt ngào biết mấy. Ngay cả những cô gái thanh niên cũng xung phong đóng góp, khó khăn là thế, nhưng nụ cười vẫn nở rực rỡ trên khuôn mặt các chiến sĩ tình nguyện. Tận mắt nhìn thấy các anh bộ đội làm việc hết sức mình, khiến trái tim này tự hào biết mấy vì đã giúp đỡ một phần cho các anh. Để tạo khu vui chơi cho các em nhỏ nơi đây trở nên thu hút hơn, các chiến sĩ đã khoác lên màu áo mới, làm đẹp toàn bộ khu vui chơi của các em nhỏ. Chắc hẳn, các em bé sẽ vô cùng bất ngờ và thích thú với điều này. Giáo dục rất được chú trọng trong chiến dịch này. Vì thế, lớp học xóa mù chữ đã được thành lập và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Các trẻ em nơi đây là những Việt kiều Campuchia chưa có điều kiện cấp sách đến trường. Các em phải đi bán vé số, phụ giúp gia đình. Nhưng khi vào lớp, các em rất ngoan và chăm chỉ lắng nghe. Nhìn các em nắn nót từng nét chữ, đọc to vần A, vần Á, trái tim người chiến sĩ rung động biết bao nhiêu. Chào bạn, hiện tại thì mọi người đang lo việc cơm chiều cho các chiến sĩ. Hôm nay các chiến sĩ đi thực hiện bên công việc là thắp sáng đường quê. Mặc dù làm việc hơi vất vả nhưng tất cả các chiến sĩ cũng lao vào bếp để cùng các chiến sĩ ở nhà cùng nhau nấu một bữa cơm thân mật ăn cho nó vui. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chiến dịch mùa hè xanh, khá là bỡ ngỡ nhưng mà được tham gia những hoạt động vui và ý nghĩa, mình cảm thấy rất là vui khi tham gia được hoạt động này. Mình nghĩ hoạt động chiến dịch mùa hè xanh rất là bổ ích và được nhiều sinh viên biết đến và tham gia nhiều hơn. Những ngày tham gia chiến dịch mùa hè xanh là những ngày chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng sinh hoạt, giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn, lo lắng và chăm sóc cho nhau mỗi khi trời trở gió. Chúng tôi xem nhau như anh em một nhà, như những người bạn cùng chung lý tưởng, nhiệt huyết. Đó là những giây phút quý báu mà tôi và các chiến sĩ tình nguyện luôn giữ trong tâm trí của mình.